Đơn hàng 5 món của bạn Phạm Hương đến từ Hà Nội. Đầu tiên là cuộn tiết cơ Kurumi. Tiếp theo là hộp Lomo cạp Blackpink 92 món. Tiếp là móc khóa DIY bên trong có kim kêu, tem và sticker. Sổ lưu trữ Lomo cạp. Và cuối cùng là hộp 108 tiết cơ các sẵn. Liam cảm ơn bạn Phạm Hương đến từ Hà Nội đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 155k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Trâm Anh đến từ Thanh Hóa. Đầu tiên là set 28 thiết cơ Trâm các sẵn. Tiếp theo là sách DIY chủ đề Sanrio. Và cuối cùng là vòng tay ngọc có đính sam. Liam cảm ơn bạn Trâm Anh đến từ Thanh Hóa để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 5 món của bạn Phương Bi đến từ Nghệ An. Đầu tiên là jam có miếng dán phía sau. Tiếp theo là xếp 40 miếng thức cơ bé gái. Da độc giấy hình củ cà rốt. Xếp 4 cục tẩy. Và cuối cùng là hộp 108 thức cơ các sẵn. Liam cảm ơn bạn Phương Bi đến từ Nghệ An để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 97k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Văn Sáu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là cột tóc Linh Chi. Tiếp theo là băng keo hai mặt dạng bút kéo. Bút cắt sticker. Bút xóa nước. Và cuối cùng là sổ lò xo A5 hoặc hình 100 trang. Liam cảm ơn bạn Văn Sáu đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 67k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Thị Sái đến từ Bắc Cạn. Đầu tiên là lịch để bàn siêu mini. Tiếp theo là hộp 420 món Blackpink. Hộp 108 thiết cơ các sẵn. Và cuối cùng là hộp cắm bút hình chiếc tủ. Liam cảm ơn bạn Thị Sái đến từ Bắc Cạn để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 138k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Hồng Phúc đến từ Lâm Đồng. Món đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 70g. Tiếp theo là lịch đại bàn mini. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là da độc giấy có gắn icon Lobby. Liam cảm ơn bạn Hồng Phúc đến từ Lâm Đồng để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 57k kẻ ship. Đơn hàng một chiếc tủ đa năng 9 ngăn có kèm sticker của bạn Nga Lê đến từ Quảng Ninh. Liam cảm ơn bạn Nga Lê đến từ Quảng Ninh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 94k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Quỳnh Anh đến từ Thanh Hóa. Đầu tiên là lịch để bàn mini. Tiếp theo là da rọc giấy có gắn icon. Và cuối cùng là hộp Lomo cạp Blackpink 92 món. Trong đó có 68 Lomo cạp và 32 random sticker. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Anh đến từ Thanh Hóa để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 2 món của bạn Bảo Linh đến từ Phú Thọ. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái số lượng 2. Tiếp theo là hộp Lomo cạp Blackpink 92 món, trong đó có 68 Lomo cạp và 32 random sticker. Liam cảm ơn bạn Bảo Linh đến từ Phú Thọ để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 84k kẻ ship. Đơn hàng một cuốn photobook Blackpink bên trong có sticker Lomo cạp, boss cạp và poster nặng hơn 500g mỗi quyển của bạn Anh Thu đến từ Quảng Bình. Liam cảm ơn bạn Anh Thư đến từ Quảng Bình để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 106k kẻ ship.